Con bán hàng phụ gia đình, con biết có việc khách vào mua đồ, đã tiện tay lấy thêm món đồ khác mà không thanh toán tiền. Sau khi khách rời đi, con kiểm hàng mới biết sự việc. Ngay lúc đó, con có tác ý là xả bỏ món hàng bị mất với mục đích tránh cho vị khách phạm giới trộm cắp. Sư cho con hỏi việc tác ý như vậy có tác dụng không? Khi mà quý vị có cái tác ý là xả đó, quý vị có bỏ cái tiền mặt giá trị của món hàng đó đó, mình có bỏ tiền đó để mình bù vào hay không? Hay là mình chỉ đơn giản là mình tác ý xả rồi thôi. Có nghĩa là đó, mình đền giùm tên ăn trộm. Nó ăn trộm món đó, mình đền giùm cho nó. Có không? Tại vì cái món đó quý vị nói là bán hàng giùm cho gia đình, thì có nghĩa là món hàng đó không phải là tài sản của mình. Mà không phải là tài sản của mình thì mình lấy cái gì mình cho? Hiểu không? Trong trường hợp mà cái món đó là tài sản của mình đi, thí dụ như bây giờ mình để cái điện thoại mà mình bị lấy, rồi mình có tác ý là thôi, điện thoại của mình xả bỏ, coi như mình cho tên ăn trộm đó. Thì trong trường hợp đó, tội của tên ăn trộm nó chỉ nhẹ hơn thôi, chứ nó không hoàn toàn mất đi. Nó khác với cái chuyện là tên ăn cái người đó tới xin mình cho, nó khác. Còn cái này á, là họ cưỡng đoạt tài sản, họ cưỡng đoạt tài sản và mình gọi là mình nhanh trí, mình tác ý để giảm nhẹ thiệt hại. Thành ra đó, cái này nó chỉ làm cho cái tên ăn trộm á được nhẹ tội thôi, chứ nó không có mất. Bởi vì một khi quý vị xét những cái chi phần, cái thời điểm mà tên ăn trộm lấy á, là nó đã đầy đủ các cái chi phần của giới trộm cắp rồi, thì ngay khi cái vật đó nó rời khỏi vị trí là đã phạm giới trộm cắp. Thành ra đó, chỉ khi nào nó như vậy nè, quý vị thấy nó chuẩn bị nó sờ tay vào để nó lấy trộm á, mình biết. Thí dụ như mình thấy có ai đó, mình đang cầm điện thoại đi, mình thấy cái xe từ xa chờ tới chuẩn bị giật điện thoại của mình nha, ngay lập tức mình tác ý bỏ cái điện thoại. Tức là cái tên ăn trộm á, nó chưa chạm vào điện thoại và mình đã tác ý bỏ điện thoại trước khi nó chạm chạm vào, thì cái thời điểm trong tích tắc đó, cái điện thoại đó là vật vô chủ. Và khi đó tên ăn trộm chụp cái điện thoại đó đi thì nó không phạm tội trộm cắp. Còn khi nó chụp điện thoại đi rồi, thì khi nó vừa chụp cái điện thoại là nó đã phạm tội trộm cắp. Và cái chuyện sau đó mình tác ý bỏ, nó chỉ giúp cho cái tội của nó nhẹ hơn thôi, chứ nó không mất nha.